Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Chính thức lộ diện con gái của Triệu Lộ Tư, chuyện bạn sao tỉ hon của mẹ. Con gái Triệu Lộ Tư được khen giống hệt mẹ với gương mặt cực kỳ đáng yêu. Mới đây, Triệu Lộ Tư đã chính thức trở lại đường đua phim ảnh với dự án Bụng Trộm Không Thể Giấu. Trong dự án ngôn tình chuyện thể này, nàng Tiểu Hoa hợp tác cùng mỹ nam 9X Trần Chiết Viễn. Cặp đôi nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của người xem với khoảnh khắc cực ngọt ngào, đáng yêu. Mới đây, trên mạng đã lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh Trần Chiết Viễn ôm một em bé đến đón Triệu Lộ Tư. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là con gái của cặp đôi Tăng Trĩ và Đoàn Gia Hứa trong Bụng Trộm Không Thể Giấu. Ở tập cuối, cặp đôi này sẽ có một đám cưới hạnh phúc và đón chào cô công chúa kết tinh tình yêu của mình. Ngay sau khi hình ảnh của con gái Tăng Trĩ và Đoàn Gia Hứa được tung ra, nhiệt tình được fan đứng ngồi không yên, đa số đều cho rằng cô bé này có gương mặt rất giống Triệu Lộ Tư. Có lẽ phía đoàn làm phim đã phải rất vất vả mới có thể tìm được một diễn viên nhí giống nàng Tiểu Hoa như vậy. Với những hé lộ này, nhiều khán giả cũng vững tin hơn vào một cái kết vui vẻ cho cặp đôi Tăng Trĩ và Đoàn Gia Hứa ở Vụng Trộm Không Thể Giấu. Trước đó, những hình ảnh hé lộ cảnh cầu hôn của cặp đôi chính Vụng Trộm Không Thể Giấu được đăng tải cũng gây sốt cộng đồng mạng. Có nhiều ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn trông như một cặp đôi thật ngoài đời vậy. Nụ cười hạnh phúc của nàng Tiểu Hoa và biểu cảm vui vẻ của Trần Chiết Viễn khiến nhân tình cảm thấy cực kỳ vui mừng. Ở thời điểm hiện tại, Vụng Trộm Không Thể Giấu đã đi được nửa chặng đường, cặp đôi Tăng Trĩ và Đoàn Gia Hứa cũng bắt đầu chuyện tình yêu ngọt ngào của mình. Khán giả đang vô cùng mong đợi được thấy đám cưới và con gái của cặp đôi này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.